Lần đầu làm chuyện ấy, lấy hết can đảm, lần này mình sẽ quyết định đi sửa mối. Sau lần chị Mụn thành công ở Viện Thẩm Mỹ Diva chi nhánh ở Vĩnh Long thì lần này mình sẽ quyết tâm đặt vé xe về Vĩnh Long để làm mũi luôn. Nói chung tại thấy chỗ này cũng uy tín rồi đó, hơn 10 năm trong nghề với cả hơn 100 chi nhánh toàn quốc nữa nên cứ phải gọi là yên tâm. Mà trời ơi, khúc này là muốn đội cái quần vô vậy đó. Đúng là không còn gì quê bằng cái quê mà đi làm mũi mà không mang đủ tiền á trời. Vậy chứ ai comment chữ quê vô cái video này là tôi buồn 8 ngày 8 đêm đó. Mà giờ đi về thì kỳ quá nên thôi sẵn mặt có Mụn nè, ở lại lấy nhân Mụn luôn chứ sao giờ. Nói không phải khen nha, chứ chị Mụn ở Diva là em khỏi phải bàn. Ở đây làm kỹ với bà cố ơi luôn á, đếm đâu đó tới 10 bước lận, ngủ 8 giấc nằm mơ thấy đếm tiền làm vốn cưới vợ mỏi tay luôn mà chưa tỉnh là hiểu rồi đó. Nếu hỏi mình khoái nhất ở đây là gì đúng không, là mình sẽ khoái mấy đội ngũ bác sĩ nhân viên nhà Diva, vừa chu đáo tận tình vừa chuyên nghiệp lắm, từ tư vấn dịch vụ đến cả lấy nhân Mụn nhẹ tên nữa. Mà làm xong tới cái bước này là mình thích nhất là chiếu lách ma lạnh á, cái kháng khuẩn với dịu da lại liền. Cho bạn nào thắc mắc thì ở đây sẽ có 2 công nghệ chị Mụn là laser CO2 với lại phi kim. Còn Quốc thì mạng kim, nên Quốc sẽ dùng công nghệ phi kim, nó sẽ giúp tái tạo làn da mới an toàn hiệu quả rồi đó. Chuyến này bạn nào mà ở Vĩnh Long thì hãy để Diva giúp bạn đẹp hơn mỗi ngày nha. Dự là sắp tới 8 tháng 3 mình cũng định dẫn mẹ mình đi ở đây nè, tại nghe nói đâu có cái ưu đãi gì tới 38% cho thẻ thành viên thân thiết, rồi đồng giá dịch vụ chỉ 830.000 với cả combo đẹp trọn vẹn chỉ 8,3 triệu thôi á. Còn hỏi lấy tiền ở đâu để đi nặng Mụn thì các bạn cũng biết rồi đó.